Chào các bác nhé, các bác ăn cơm chưa? Hôm nay khoe với các bác một chút rồi. Hôm nay thu được một cái loại dế rất là chuẩn này. Tí nữa thì mới chia sẻ với các bác đây. Và được mấy cân ong đá này các bác. Đó, cái ong đá như thế này. Cái tủ này thì nó hơi già rồi. Cái này thì để ngâm rượu. Để ngâm rượu thì nó rất là tốt. Tuy nhiên là vẫn còn có khá nhiều mật nha các bạn nhé. Nhưng mà khi mà mình làm cái này thì mình sẽ phải nhặt hết những con nhộng này đi. Không thì mật ong này sẽ không để được lâu các bạn. Các bác biết lý do vì sao là nhiều khi mật ong mình bóp nó ra mà nó có nhiều con nhộng quá thì nó sẽ có cái hơi trắng trắng này. Nhưng mà cái này thì để ăn này. Để ngâm rượu này thì rất là tốt. Ngâm rượu nó tốt cho sức khỏe. Nó là một cái loại thực phẩm sạch. Phải nói là một loại thực phẩm sạch nhất đối với mật ong. Bởi vì khi mà nó đã làm tủ như này thì không có con nào chui vào được. Mà đặc biệt là ở đây có cả những con nhộng như này nữa. Thì các bạn mang về ngâm thì nó sẽ rất là bổ. Đối với bạn nào ăn được ý nhá. Cả cái chỗ này mới có hơn 3 cân thôi các bạn ạ. Có cả mật nữa. Mang về ngâm rượu thì rất là tốt các bạn. Nó chứa về đường ruột này. Nó chứa về xương khớp này. Ăn được thì nó rất là tốt. Đây, thực ra thì ở chỗ các bác thấy ở trên mạng ấy, thì người ta bắt được rất là nhiều ong. Nhưng mà ở chỗ em thì không có nhiều ong như thế đâu. Ở chỗ em thì nếu mà ong tự nhiên ấy, thì nó không có nhiều. Có khi là đến mùa rộ của nó thì ngày cũng thu được khoảng 10 mấy 20 cân. Mùa rộ của nó ấy. Còn không có nhiều như ở các bác nhìn thấy trên mạng đâu. Ở trên mạng những cái vách đá kia em thấy nhiều lắm. Thì em không hiểu tại sao nó lại nhiều ong như thế. Thì em cũng thấy họ quay ở trên cây cao ấy. Em không biết, nhưng mà ở chỗ em thì không có nhiều ong như thế. Không có nhiều mật ong như thế. Và cái mật ong của em thì lúc nào cũng là mật ong chuẩn và mật ong nguyên chất luôn các bạn nhé. Nếu mà các bạn mà lấy ở chỗ nào mà có chỗ nào chuẩn hơn ấy, thì không có chỗ nào để lấy tin tưởng hơn thì các bạn nên alo cho em đây. Mật ong này con này nó hơi già. Mình sẽ vứt nó đi. Đấy là nói về mật ong. Còn tiến lại gần đây này các bạn. Các bạn nhìn thấy cái gì đây chưa? Đây một đống dế này chưa? Dế của cây hoàng kỳ nam đó các bạn. Dế của cây vú bò đó. Hôm nay là em cho người ta đi lấy cho thì cả nhà. Thấy bảo là cả nhà đi một ngày. Đào một ngày thì được bằng này các bạn. Một ngày mới được bằng này thì cũng khá vất vả. Bởi vì cái cây thực tế thì cây vú bò này này. Nó đào rất là khó nha các bạn nhé. Cây vú bò thì em đã chia sẻ cái lá cho các bạn rồi đấy. Đây cây vú bò. Mà cây vú bò của em lấy đều là cây có 3 lá đến 5 lá hết nhá. Đấy, thơm phức các bạn nhìn này. Thơm phức. Cây vú bò này thì không thể thiếu được trong bài thuốc sinh lý rồi. Sinh lý của nam giới này. Mạnh khỏe này. Cơ thể người suy nhược này. Được chưa? Cái này khi mà các bạn rửa đi thì dế nó sẽ vàng đẹp lắm. Thơm phức, qua cạnh thì biết. Cây này thì khi cây vú bò khi mình nhổ ra thì mình biết nó thơm lắm rồi. Cây này thì cho những cái bác nào mà sức khỏe yếu ấy, nhé. Cho cái bác nào mà sức khỏe yếu ấy dùng để sắc uống, để bồi bổ hoặc là ngâm rượu trong bài thuốc sinh lý của nam giới. Rất là tốt luôn, đặc biệt là các cụ già. Cái này sắc uống này, phụ nữ sau sinh này. Bởi vì cây hoàng kỳ nam ấy, cây vú bò ấy, đông y gọi là hoàng kỳ nam thì các bạn cứ tìm hiểu đi. Đấy, cây hoàng kỳ nam thì nó có rất là nhiều công dụng và thực tế là người ta áp dụng rất là nhiều. Còn bản thân em thì trong bài thuốc sinh lý của nam giới thì không thể thiếu được cái này. Để ngâm rượu hoặc là để sắc uống thì không thể thiếu được các bạn nhé. Cái này khi mà một cái bài thuốc mà các bạn lấy về các bạn thấy nó thơm thơm ấy thì là có thành phần của cây vú bò này với lại cây lý thiên hương các bạn nhé. Chỉ có hai cây này nó mới thơm thôi. Ngoài ra đây này các bác, thành phần không thể thiếu được là cây dế của cây móc này. Hôm nay em cho người ta chặt này, phải rửa sạch đi, chặt này. Đấy, mai em sẽ phơi khô này. Đây ạ. Đây, dế của cây móc nha các bạn nhé. Cũng là một vị thuốc không thể thiếu được trong bài thuốc sinh lý của nam giới. Dùng để ngâm rượu hoặc là để sau uống các bạn. Đây ạ. Ôi ôi. Vậy thôi các bác nghe, chào các bác khách đến hát rồi. Vâng, để cháu mời chú ơi. Để cháu một tí ạ. Em chào các bác. Có khách đến hát rồi, em không quay video cho các bác được rồi.